Mở ra với tôi trong Hebrew đoạn số 4. Tôi sẽ đọc từ câu số 11. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Vì lời của Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Lời của Chúa là những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Ở trong Kinh Thánh có nói về hai lời. Thứ nhất, ở trong Giăng nhất đoạn 1 câu 1 nói về ngôi lời, đó là nói về Chúa Giêsu. Nhưng ở đây nói là lời của Chúa, đó là sự dạy dỗ của Chúa. Và nói tóm gọn hơn đó là lời Kinh Thánh này, là lời mà chúng ta đang nắm ở trong tay. Lòng người ta là dối trá hơn tất cả mọi vật ai có thể hiểu được. Mình vui hoặc là mình buồn là bởi vì tấm lòng của người khác đối với mình. Khi người khác họ đối xử với mình thật thì mình vui, và khi người khác đối xử với mình không thật thì mình không vui. Nhưng rồi mình đối xử với những người xung quanh thật hay giả, làm sao mình biết được? Và mình cũng không biết rằng cái tấm lòng của người ta cũng có thể nó thay đổi. Và nó thay đổi như thế nào? Nó thay đổi tốt hơn hay là nó thay đổi xấu hơn? Jeremy có nói rằng lòng người ta dối trá. Bản chất khi chúng ta sanh ra của loài người, mình sanh ra ở trong tội lỗi, cho nên cái tấm lòng của con người, cái nguyên thủy của nó là tốt, nhưng bởi vì tội lỗi nó làm cho cái tấm lòng đó nó trở nên hư hại đi, nó hỏng đi rồi. Và bây giờ tấm lòng của con người chỉ là xấu xa mà thôi. Và trong nó đầy những ác tưởng, Chúa Giêsu nói. Nhưng khi chúng ta được cứu, khi Chúa cứu chúng ta, thì lòng của chúng ta ở trong Thánh ví như là đá, nhưng được Chúa thay đổi nó trở nên như thịt. Nhưng nếu lòng bằng thịt thì nó mỗi một ngày nó càng phải trở nên giống như Chúa hơn. Nhưng rồi làm sao mình biết được lòng của mình nó đi vào hướng nào? Nó vẫn là đá, hoặc là nó từ thịt mà nó trở lại thành đá, hoặc là nó đang trở nên giống như Chúa Giêsu. Làm sao chúng ta biết được lòng của chúng ta thật thà tử tế như Chúa Giêsu ví ở trong cái câu chuyện của người gieo giống, gieo vào trong cái miền đất tốt đó. Cái miền đất tốt đó chứ gọi là cái tấm lòng thật thà tử tế. Hoặc là ở trong đoạn 3 này nói rằng lòng chúng ta giữ và chẳng tin. Lời của Chúa sẽ bày tỏ chúng ta lòng của chúng ta sẽ như thế nào. Truyền Đạo đoạn 9 câu số 3. Tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời ấy là mọi người đồng gặp một số phận. Lòng loài người đầy dẫy sự hung ác và sự điên cuồng choáng trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết. Lòng của chúng ta nó đầy dẫy những cái sự hung ác và điên cuồng, và cuối cùng chúng ta đi đến cõi chết. Tại sao vậy? Từ con người của chúng ta, nếu không có Chúa, nếu Chúa không thay đổi thì lòng của chúng ta không bao giờ có được tình yêu, nhận được tình yêu hoặc là yêu ai được hết. Chúng ta có thể yêu ở bên ngoài được nhưng không có lâu dài được và không có đời đời được. Thứ nhất là lòng vô tín ở trong đoạn 3 câu 12. Hỡi anh em, hãy giữ lấy kẻo ai trong anh em có lòng giữ chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Lòng giữ chẳng tin. Cái trạng thái của cái tấm lòng của con người nguyên thủy đó là mình không tin. Mình không tin. Mình nghi ngờ. Mình sẽ không tin người ta. Và lòng của mình có nhiều sự nghi ngờ. Và cái lòng mà không tin đó sẽ chối bỏ Chúa, lời Kinh Thánh nói. Mà trái bỏ Đức Chúa Trời, có nghĩa không những là bỏ Chúa nhưng mà đi ngược lại với Chúa, trái bỏ Đức Chúa Trời. Trong câu số 10 ở trên đó nói: nhưng đó ta giận dòng dõi này và phán rằng lòng chúng nó lầm lạc luôn, có nghĩa là lòng của chúng ta nó hướng dẫn chúng ta đi, nó dẫn chúng ta đi, và nếu lòng của chúng ta vô tín thì dẫn chúng ta đi ra khỏi đường hướng của Chúa. Điều thứ hai đó là lòng của chúng ta nó bị chai lì và nó trở nên cứng cỏi. Trong câu số 13 nói: nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.
Lòng của chúng ta trở nên cứng cỏi khi chúng ta vô tín hay là chúng ta không có đức tin ở trong Chúa. Lòng của chúng ta sẽ bị cứng đi, chai lì đi. Và sự vô tín đó để lâu dài, nó sẽ dẫn chúng ta đi xa khỏi đường hướng của Chúa. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Chớ cứng lòng. Cái lòng của chúng ta trở nên cứng cỏi ở trong sự vô tín. Điều thứ ba, ở trong đoạn 3 câu số 15 cho đến câu số 16. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Thì bây giờ chúng ta thấy cái sự vô tín của tấm lòng của con người cộng với cái sự cứng lòng dẫn đến sự nổi loạn. Khi lòng của chúng ta cứng cỏi và chúng ta không tin Chúa thì tự mình sẽ trở nên nổi loạn lên với Đức Chúa Trời. Lòng nó bị chai lì thì nó sẽ nổi loạn. Những ai mà mình chống lại đó thì bất cứ điều gì người ta nói mặc dù đúng mình cũng không nghe, mình cũng không tin và mình cũng tìm cách để mình chống lại. Cái tấm lòng nó chai lì và nó cứng cỏi mà nó không tin, nó sẽ trở nên nổi loạn. Và nó dẫn đến cái giai đoạn cuối cùng, câu số 18. Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài, há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Sự vô tín của chúng ta dẫn đến cái tấm lòng cứng cỏi, dẫn đến sự nổi loạn và cuối cùng mình sẽ không vâng theo lời của Chúa. Lý do tại sao mình đọc Kinh Thánh và lời Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta và mình không có vâng theo là bởi vì mình nổi loạn, lòng mình cứng, mình không có tin và mình không có vâng lời Chúa. Và cuối cùng, Chúa hứa như thế này trong câu số 19. Và chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Sứ đồ đang dẫn chứng về Chúa đem dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập và họ lưu lạc ở trong đồng vắng 40 năm. Rồi cuối cùng, họ đi đến đâu? Họ chết ở trong đồng vắng. Một là chúng ta nghĩ là 2 triệu người hoặc là 30.000 người. Nhưng mà số 30.000 người cũng đông, nhưng mà 2 triệu người thì khá đông. Nhưng trong số đó, quý vị biết bao nhiêu người vào trong đất hứa không? 2 người. 2 người vào đất hứa. 2 người đó có tên chúng ta biết, Joshua và Caleb. Chỉ có 2 người vào đất hứa thôi. Và Kinh Thánh nói, lý do tại sao họ không vào trong đất hứa và chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Không có ai mà không tin Chúa được vào trong sự yên nghỉ. Và sứ đồ đang nói về điều gì đây? Sự yên nghỉ gì? Sự yên nghỉ đời đời của chúng ta. Nếu chúng ta muốn vào trong sự yên nghỉ đời đời, mình phải có đức tin. Và làm sao mình biết được mình có đức tin? Mình nhìn xem mình có vâng lời Chúa. Làm sao mình biết được mình vâng lời Chúa? Mình xem cái tấm lòng của mình có cứng không? Nó có nổi loạn không? Nó có tin không? Và nếu lời của Chúa nói và chúng ta không nghe theo và chúng ta không làm theo, thì mình là người không tin. Và nếu chúng ta không tin thì mình sẽ không vào trong sự yên nghỉ của Chúa được. Và đây nói đến sự yên nghỉ đời đời. Và dân sự của Chúa đi lưu lạc ở trong đồng vắng 40 năm rồi cuối cùng đến đâu hết. Chết trước khi vào trong đất hứa. Làm sao chúng ta biết được lòng của chúng ta? Mình lấy cái điều gì để mình xét nghiệm, để mình đo? Mình biết được. Ở trong Kinh Thánh nói có một cái dụng cụ để xét được lòng của chúng ta. Đó là lời của Chúa. Lời của Chúa xét lòng của chúng ta. Nếu mình không có lời của Chúa thì mình sẽ không biết cái tấm lòng của chúng ta. Mà không những lời của Chúa xét lòng của chúng ta, nhưng lời của Chúa cũng xét lòng của những người xung quanh chúng ta nữa. Thì lời của Chúa sắc và linh nghiệm. Lời của Chúa thay đổi chúng ta. Và nếu lời của Chúa thay đổi loài người thì không những thay đổi tôi, cũng thay đổi những người xung quanh tôi. Và đó là cách chúng ta nhận biết lời của Chúa. Xét nghiệm cái lòng của chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời là linh nghiệm. Lời của Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm. Roma đoạn 1 câu số 16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trước là người Giuđa, sau là người Greek. Khi chúng ta chưa tin Chúa, thì tấm lòng của chúng ta sẽ hướng chúng ta đi xa cách Chúa. Nhưng khi tin lành được giảng ra, giống như chúng ta nghe tin lành của Chúa được giảng ra đó là lời của Chúa được giảng ra. Và khi lời của Chúa đã giảng ra và chúng ta nghe lời của Chúa,
thì Thánh Linh của Chúa sẽ thay đổi con người của chúng ta. Trước đây mình là người chưa được tái sanh, nhưng sau khi Chúa đụng đến chúng ta thì mình được tái sinh. Và trong cái sự tái sinh đó, Chúa cho chúng ta một tấm lòng mới. Chúa tái tạo chúng ta một tấm lòng mới, một người thật sự được tái sinh ở trong vương quốc của Chúa có một tấm lòng mới. Và nếu chúng ta có tấm lòng mới thì cái công việc mà chúng ta làm nó sẽ khác hơn trước đây. Mặc dù chúng ta đang làm những công việc cũ, nhưng chúng ta có làm với một cái ý khác, bởi vì cái lòng của chúng ta khác. Bởi vì lòng của chúng ta là cái trung tâm của cảm xúc, của những sự suy diễn. Cho nên khi chúng ta được Chúa tái sinh, và điều này phải xảy ra trước là chúng ta nghe tin lành của Chúa được giảng ra, và cái tin lành đó, lời của Chúa thay đổi lòng của chúng ta, khiến chúng ta trở nên mềm mại và có một cái trái tim mềm mại. Thì lời của Chúa, lời Kinh Thánh này sẽ chỉ cho chúng ta, sẽ chia ra và phân tích tấm lòng của chúng ta để mình nhận biết được là mình có được tái sinh hay chưa. Đó là cái bước đầu tiên. Lời của Chúa nói, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Lời sống và linh nghiệm. Khi chúng ta đọc lời của Chúa, mình có nghĩ rằng mình đang đọc lời sống không? Mình có đang nghĩ rằng lời của Chúa đang sống động để thay đổi, để bộc lộ cái tấm lòng của chúng ta hay không? Bởi vì lời của Chúa sống và linh nghiệm. Điều thứ hai, phân chia lòng và linh hồn, sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt tủy. Chia hồn linh cốt tủy. Con người của chúng ta có ba phần: phần xác, phần hồn và phần linh. Mỗi phần có một cái tác dụng. Cái phần xác đó để nó giữ cái phần hồn. Phần xác là điều chúng ta nhìn thấy được, nhưng cái hồn thì chúng ta không thấy. Có những người họ từ chối con người chúng ta có cái hồn, đúng không? Nếu chúng ta không có hồn thì mình là người như thế này, mình sẽ không có cảm xúc. Mình thấy người ta đau mình mặc kệ. Cái hồn là cái trung tâm của mọi cảm xúc, để mình thông cảm với những người xung quanh, để mình thông cảm với cái thế gian mà mình sống, để mình hiểu được. Hồn của chúng ta giúp chúng ta hiểu được cái môi trường xung quanh chúng ta. Hiểu được, nhưng nó không dạy chúng ta làm gì. Đó là cái bổn phận của cái linh của chúng ta. Linh là sự suy nghĩ của chúng ta. Linh là điều điều khiển những điều, những gì mà chúng ta cần phải suy xét và phản ứng theo cái môi trường xung quanh chúng ta. Một người chưa tin Chúa, họ cũng có cái linh, nhưng cái linh đó là linh được điều khiển của con người, của luân lý, của đạo đức. Có những người không tin Chúa, họ rất đạo đức, có thể nói là họ đạo đức hơn những người ở trong Chúa. Nhưng đạo tin lành không dạy cho người ta ăn hiền ở lành. Đạo tin lành dạy cho người ta làm đúng theo lời của Chúa. Và lời của Chúa có nhiều khi nó trái ngược lại với lại cái luân lý của loài người. Một người được tái sinh thì Chúa phân biệt ra đây là xác, đây là hồn và đây là linh. Và Chúa làm việc trên cái linh của chúng ta. Và linh của chúng ta được Thánh Linh của Chúa dạy dỗ. Vì người chưa được tái sinh, khi họ đọc lời của Chúa, họ hiểu được cái từ ngữ và họ hiểu được cái ý của Kinh Thánh. Nhưng họ không có sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Người được tái sinh, Đức Chúa Trời làm việc, Thánh Linh của Chúa làm việc trên cái linh của chúng ta và biến đổi cái linh của chúng ta. Bây giờ nó trở nên con người thuộc linh. Có nghĩa là cái linh của chúng ta được va chạm với Thánh Linh của Chúa và chúng ta trở nên con người thuộc linh. Và con người thuộc linh khác với con người thuộc xác thịt này, đó là cái khuynh hướng của chúng ta hướng về nước của Đức Chúa Trời. Còn người xác thịt này, cái khuynh hướng của họ hướng về đất. Đó là sự khác biệt. Và lời của Chúa phân biệt ra cho chúng ta thấy được linh của chúng ta đang hướng về cuộc đời này và xác thịt, hay là hướng về Đức Chúa Trời và vương quốc của Chúa. Nếu chúng ta hướng về vương quốc của Chúa thì lời của Chúa và cuộc sống của chúng ta sẽ được Chúa bày tỏ những điều thiêng liêng. Trong Kinh Thánh nói, người xác thịt không hiểu những sự thiêng liêng, bởi vì họ dùng xác thịt để phân giải những điều thiêng liêng. Điều này không thể nào phân giải được. Chỉ có những người thuộc linh mới phân giải những điều thiêng liêng. Và nếu chúng ta là người mà được Chúa tái tạo lại và linh của chúng ta ngày hôm nay được Chúa dạy dỗ, thì khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta hiểu được ý của Đức Chúa Trời.
Đó là sự mặc khải của thế giới thuộc linh. Người xác thịt không hiểu được điều này. Và lời của Chúa sẽ dạy chúng ta, sẽ chỉ chúng ta biết mình đang hướng về xác thịt hay là mình đang hướng về thế giới thuộc linh. Vì lời của Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi, chia hồn linh cốt tủy. Lời của Chúa thay đổi cái hồn hay là phân biệt cái hồn với cái linh của chúng ta. Nhưng điều đó cũng sẽ thay đổi con người của chúng ta, xác thịt của chúng ta, cái xu hướng của chúng ta, cái khuynh hướng của chúng ta. Những điều mà chúng ta làm sẽ được biến đổi bởi vì lời của Chúa thay đổi cái linh, điều khiển cái hồn, điều khiển cảm xúc và điều khiển cái tư dục của chúng ta. Kiềm chế những điều đó ở dưới sự điều khiển của Chúa. Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗi trách được khi Đức Chúa Giê-xu chúng ta đến. Tâm thần linh hồn và thân thể, nguyện xin Chúa khiến chúng ta nên thánh trọn vẹn cả ba luôn. Nhưng mình có thể dạy người ta làm lành, nó không ảnh hưởng cái hồn của họ. Tại vì hồn của họ là ác, họ cũng sẽ trở lại làm ác. Một người làm ác đó, họ làm ác khi không có ai nhìn hết. Nhưng khi có người ta nhìn, có lẽ có sự kiềm chế. Nhưng cái người mà có cái tấm lòng không có ác đó, mặc dù không có ai nhìn, họ cũng không làm. Đúng không? Nhưng đó chỉ nói đến cái lòng thôi. Nhưng cái động cơ để làm cái lòng của chúng ta có những cái suy nghĩ đó là cái linh. Nếu linh của chúng ta chưa được tái tạo, thì mình có thể kiềm chế được. Người này nói chúng ta giận, nhưng rồi mình nói thôi, tôi là người tốt cho nên tôi không giận. Nhưng tôi hỏi rằng tại sao mình đã giận? Cái động cơ gì làm cho mình giận? Và bây giờ mình lại kiềm chế lại. Cái linh của chúng ta chưa được tái tạo. Người mà có sự tái tạo của linh rồi đó, thì mình đã không giận khởi đầu rồi, chứ không phải mình giận rồi mình giữ lại. Sự va chạm của Chúa, sự thay đổi của lời của Chúa khiến cho chúng ta không phải bởi vì chúng ta có khả năng. Có đó là gì? Đó là cái xác thịt của chúng ta nó kiềm chế lại. Có nghĩa là mình vẫn được điều khiển bởi xác thịt của chúng ta. Nhưng thay vì ở dưới điều khiển ở trên, thì bây giờ cái linh của chúng ta được thánh linh của Chúa điều khiển. Nó hướng dẫn linh hồn của chúng ta. Nó hướng dẫn cái hồn của chúng ta, và cái hồn của chúng ta nó quản chế cái xác thịt. Điều thứ ba, xem xét tư tưởng ý định trong lòng. Hai phương diện, tư tưởng và ý định. Suy tư của chúng ta và ý định ở trong lòng của chúng ta là hai cái động cơ khiến chúng ta làm hoặc là không làm. Cái suy tư của chúng ta là những điều mà chúng ta suy nghĩ. Mình có thể điều khiển cái suy tư của chúng ta bằng cách tập. Ví dụ như tôi là một người dễ bực, thì tôi có thể tập để tôi bớt bực đi. Mình kiềm chế được, mình tập được. Nhưng cái sự bực bội nó vẫn còn ở trong tôi. Xem xét tư tưởng, những cái điều quan trọng hơn đó là ý định trong lòng. Ý định trong lòng. Có nghĩa là nó chưa đi tới cái suy nghĩ của chúng ta. Nó vẫn nằm ở trong lòng, nó chưa đi đến cái suy nghĩ của chúng ta. Và làm sao để mình quản lý được cái điều đó? Không ai quản lý được cái ý định ở trong lòng. Mình không quản lý được, mình không biết được tại sao. Tự nhiên mình đi ra đó, mình nhìn thấy một cái điều gì đó, rồi mình có một cái cảm xúc đối với cái điều đó. Mặc dù mình vui hoặc là mình buồn, mình không điều khiển được. Nó tự nhiên, nó xảy ra. Nhưng lời của Chúa chỉ chúng ta thấy. Lời của Chúa mách cho chúng ta và bày tỏ điều đó cho chúng ta. Trong Phi-líp nhất, đoạn 4 câu 1 đến câu 2. Vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Trong câu số 13 tôi đọc, chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Tất cả mọi người đều ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa không phải nhìn những cái công việc mà chúng ta làm không thôi, nhưng Chúa nhìn vào trong những cái ý định của tâm lòng của chúng ta. Phi-rơ dạy chúng ta chịu khổ trong xác thịt. Đừng để cho xác thịt nó điều khiển chúng ta.
Đừng để cho cái tấm lòng nó điều khiển chúng ta, nhưng để Thánh Linh của Chúa điều khiển linh của chúng ta, và linh của chúng ta sẽ điều khiển linh hồn của chúng ta và xác thịt của chúng ta. Để làm gì? Để mình làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời Chúa xét hai phương diện của tấm lòng, suy tư và ý định của chúng ta. Đó là cái ý định là động cơ để nó thúc đẩy cái suy nghĩ của chúng ta, và suy nghĩ chúng ta nó sẽ trở nên hành vi và cử chỉ của chúng ta. Lời Chúa phân tích những điều này cho chúng ta hiểu, cho lòng của chúng ta hiểu, và phân tích lòng của chúng ta và phô bày lòng của chúng ta ra trước mặt chúng ta để mình nhìn thấy cái trạng thái thật sự của nó. Khi ở trong cái môi trường mà mình không quản lý được tình hình đó, thì mình dễ rơi vào trong cái trạng thái gọi là ngộ nhận. Và khi mình hiểu lầm và ngộ nhận đó, đến một lúc nào đó cái sự thật nó sẽ chạy kịp mình, và mình sẽ khám phá ra là cái người đó không phải như mình nghĩ. Lý do tấm lòng nó giả dối. Mà điều này không phải người đó biết đâu. Có lẽ, và tôi nghĩ rằng cái người đó hoàn toàn không biết chính mình. Chúng ta cần phải biết chính mình. Mình phải biết cái lòng của mình để mình đừng làm đau lòng người khác. Tại vì trước khi mình nghĩ người ta làm mình đau lòng, thì hãy nên nghĩ rằng mình là thủ phạm. Mình làm cho nhiều người khác bị đau lòng. Nhất là những người ở trong Chúa, mình có thể nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình, nhưng hãy xem coi mình có cái cây đà ở trong mắt mình hay không. Để lời của Chúa xét nghiệm lòng của chúng ta, để lời của Chúa phân tích cái tấm lòng này, để cha xem thử coi cái ý định của tấm lòng của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta và cử chỉ hành vi của chúng ta. Ba điều tôi muốn hội thánh chúng ta lấy đó để mình làm mục tiêu cho cuộc sống. Thứ nhất, ở trong đoạn 3 câu số 14. Vì chúng ta được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho bền vững đến cuối cùng. Giữ lòng tin từ ban đầu. Đừng bỏ Chúa. Đừng bỏ Chúa. Giữ lời của Chúa, suy ngẫm lời của Chúa, yêu mến lời của Chúa. Lời của Chúa, nếu mình bỏ thời gian ra, mình sẽ thấy sự ngọt ngào, mật ngọt ở trong lời của Chúa. Đọc suy ngẫm lời của Chúa hằng ngày, đừng bỏ lời của Chúa. Và sứ đồ dạy chúng ta giữ lòng tin bền vững cho đến cuối cùng. Điều thứ hai, kính sợ Chúa và sống với đức tin. Đoạn 4 câu 1 đến câu 2. Vậy đang khi có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng. Để nói về dân Do Thái, đang kể chuyện dân Do Thái. Họ đi ra khỏi xứ Ai Cập nhưng mà họ không vào được đất hứa. Mình đi ra khỏi xứ Ai Cập, mình đi ra khỏi cuộc đời này rồi. Mình nghĩ là như vậy, nhưng mà cuối cùng mình không vào được trong sự yên nghỉ đời đời của Chúa. Có nghĩa là mình không vào được nước của Đức Chúa Trời. Hãy giữ, và sứ đồ dạy chúng ta như thế này. Hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng, vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như rao truyền cho họ sự khác biệt. Nhưng lời họ nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Kính sợ Chúa và giữ lời của Chúa bằng đức tin. Và điều cuối cùng, gắng sức vâng lời Chúa. Câu số 11. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, nghĩa là mình muốn vào trong đất hứa, mình muốn vào trong cái sự yên nghỉ đời đời đó. Hầu cho không có người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin mà vấp ngã. Theo gương kẻ chẳng tin và vấp ngã. Họ không vào được đất hứa bởi vì họ không vâng lời Chúa. Chúng ta có lời của Chúa, lời Chúa soi dẫn chúng ta, dạy dỗ chúng ta, thì khiến chúng ta trở nên giống như ảnh tượng của Chúa Giêsu. Hãy gắng sức để vâng lời Chúa. Chúng ta có Đấng đang đứng bên hữu Đức Chúa Cha cầu thay, cũng ở trong đoạn đó tôi xin đọc. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận và tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương về sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Ngài mỗi người đang đứng trong căn phòng này. Nguyện
sự thăm viếng, sự chăm sóc, sự hướng dẫn của Chúa đem chúng con đi đến lời của Chúa và yêu mến lời của Ngài. Nguyện lời của Chúa soi dẫn chúng con và đâm vào trong cái nơi sâu tẩm của lòng của chúng con để chia ra những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng, những điều được giấu kín mà ngay cả chúng con có thể không biết. Lạy Chúa, Ngài để cho lời của Chúa truy xét, tra xét lòng của chúng con, tra xét linh của chúng con để uống nắng chúng con, để những ngày tới đây chúng con trở nên giống như Chúa hơn và biết được ý định của Chúa. Nguyện lời của Ngài luôn luôn dẫn dắt chúng con. Nguyện lời của Chúa là cái nguồn, là một cái giếng của sự phước hạnh, để cho mỗi một ngày chúng con cùng múc ở tại nơi giếng đó để uống và linh hồn của chúng con được thỏa khát. Và lạy Chúa, thay đổi chúng con, Trời. Thay đổi cái ý định ở trong tấm lòng của chúng con, để mỗi người chúng con sống theo ý của Chúa, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con tạ ơn Cha và cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.